mầm nó đơn giản không, đứng tí xíu thì làm không? À, cái mà cái máy này là nguyên bộ vậy mình bán bao nhiêu? Hồi nãy quay rồi nè. Hả? Không. Nãy... Riêng quay riêng. À. Cái này là bán nguyên bộ là bao nhiêu? Nguyên bộ là 3 triệu. 3 triệu hả? 3 triệu. Đúng 3 triệu hả? Đúng 3 triệu. Là cả máy bơm nữa. Đây là máy để rửa xe. Có xịt thuốc được không? Xịt thuốc cũng được nhưng mà không có điện. Đi vườn thì điện đâu mà xịt. À đúng rồi. Nó dùng điện. À dùng để rửa xe 3 triệu. 3 triệu có nghĩa là mình cả máy bơm mà cả công lê, cả sắc xi đồ luôn là 3 triệu. Như cái sắc xi không này mình làm với lại cái nó đúng rồi. Nó đi chung với cái bộ này mà. Cái này với cái này cũng hết 900 ngàn rồi anh. Cái chân này với cái rung lô hết 900 rồi. Cái máy 2 triệu mốt anh. 2 triệu mốt là cả ống luôn. Cả ống luôn. À là 3 triệu. 3 triệu là tính ra 3 triệu là mình xài muôn đời. Xài Vivo quá. Ừ, xài Vivo luôn. 3 triệu. 3 triệu một bộ rửa xe nè. Rất là tiện lợi. Chúng ta có thể là kéo. Khách hàng nhiều người không hiểu bằng cái mắt á. Mắc cái gì mà mắc 3 triệu như vậy đáng đồng tiền bát gạo chứ. Khách hàng nhiều người không hiểu không chứ mắc. Ừ. Thì tất nhiên là có nhiều người họ không có hiểu được. Ví dụ như mình làm cái sắc xi nó tiện gọn mà nó tốt nè, nó đẹp. Sắc dày. Ừ, mà nó rất là chuyên nghiệp. Thấy nó có nó giống như hàng mà hàng hệ vậy đó. Ha. Ừ. Hàng chợ nó làm mỏng manh lắm. Hàng chợ nó có nhưng mà nó xài thời gian thấy nó gãy hết à. À, ở nhà ông anh rể đó ông cũng mua một cái về để ông rửa xe ô tô đó, mấy chiếc xe du lịch của ông đó, mang về xài thời gian nó gãy rụng ra hết, nó mục á, nó gãy rụng ra hết. Nó bằng ba sắt mỏng ve mỏng dánh đó mà, đâu phải như vậy đâu, vậy sắt là vậy nè, cái này là chế hết, mình chế hết nè, đúng không, mình chế hết đó. Ừ, bộ xây rồi. Ừ, chỉ có bơm là mua thôi. Bánh xe, bánh đồ là mình có bánh xe cao su mình cũng chế. 1 triệu 3 triệu 4 triệu rưỡi còn có. À. À, nó nhiều dạng lắm. À. Này, 1 triệu 9 chục. À, cái bơm này là loại tốt. À, nó nhiều loại lắm, tại vì công suất của nó 2,5 người, nó lớn. À, cái này nó cao. À. Cái này mình rửa xe gia đình với lại mình rửa sân, rửa đồ. Ok đó. Là rất ok đúng không? Mình rửa đường đi, đường sân. Có nghĩa là trong cái nhà anh chỗ nào chặt quá không có nước, anh xách cái xô nước tới anh xài cũng được. Ừ. Không cần phải đúng lại rồi. Cái bồn nước. Lấy đúng cái rồi. Xô xách tới anh xài cũng được. Lấy xô bỏ vô đây. Đó, đó là xong. Ừ. Thọc vô cái là xách là bơm thôi. 3 triệu. Làm bộ này về xài sướng rồi. Nếu anh em nào mà muốn mua thì hãy đến ngay chỗ Gara Quốc Việt nè. Ở tại thôn 9. Tân Châu, Di Linh, Lâm Đồng, quốc lộ 28 á, số 202 quốc lộ 28 thôn 9, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại không cho, rồi.